Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 10. Đây là dòng dõi của Sem, Cham và Japhet, ba con trai của Noe. Sau khi Luột, họ sinh con cái. Con trai của Japhet là Gome, Magog, Madai, Javan, Tuban, Meshit và Tira. Con trai của Gome là Atkena, Riphat và Togama. Con trai của Javan là Elisha và Tareshi, Kittim và Dodanim. Do họ mà có người ta ở tràn ra các cù lao của các dân, tùy theo xứ, tiếng nói, chi phái và dân tộc của họ mà chia ra. Con trai của Cham là Cúc, Mitraim, Phúc và Canaan. Con trai của Cúc là Sheba, Havila, Sapta, Raema và Sapteka. Con trai của Raema là Sheba và Dedan. Cúc sanh Nimrod, ấy là người bắt đầu làm anh hùng trên mặt đất, người là một tay thợ săn can đảm trước mặt Đức Giê-hô-va. Bởi cớ đó có tục ngữ rằng, hệt như Nimrod, một tay thợ săn can đảm trước mặt Đức Giê-hô-va. Nước người sơ lập là Ba-bên, Eret, Akkad và Cane ở tại xứ Sinea. Từ xứ đó, người đến xứ Assyri, rồi lập thành Ninive, Rehoboti, Calat và thành Resen là thành rất lớn ở giữa khoảng thành Ninive và Calat. Mitraim sinh họ Ludim, họ Anamim, họ Lehabim, họ Naphtuhim, họ Barushim, họ Cachluhim. Bởi đó sinh họ Philitin và họ Captorim. Canaan sanh Sidon là con trưởng nam và Hec cùng họ Jebusit, họ Amorit, họ Giregasit, họ Hevit, họ Arekit, họ Sinit, họ Avadit, họ Semarit, họ Hamatit. Kế đó, chi tộc Canaan đi tản lạc. Còn địa phận Canaan về hướng Gera chạy từ Sidon tới Gaza, về hướng Sodom, Gomorrah, Adma và Seboim chạy đến Lesa. Đó là con cháu của Cham, tùy theo họ hàng, tiếng nói, xứ và dân tộc của họ. Sem, tổ phụ của họ Hebe và anh cả của Japhet cũng có sinh con trai. Con trai của Sem là Elam, Ashur, Abaksat, Lut và Aram. Con trai của Aram là Uzơ, Hulơ, Gete và Mách. Còn Abaksat sinh Selach, Selach sinh Hebe. Hebe sinh được hai con trai. Tên của một người là Belet, vì đất trong đời người đó đã chia ra. Tên của người em là Joktan. Joktan sinh Amodad, Shelep, Hashamavet và Yeret. Hadoram, Usa, Diekla, Oban, Abimael, Sheba, Ophir, Havila và Yobab. Hết thảy các người đó là con trai của Joktan. Cõi đất của các người đó ở về phía Sepha, chạy từ Mesa cho đến núi Đông Phương. Đó là con cháu của Sem, tùy theo họ hàng, tiếng nói, xứ và dân tộc của họ. Ấy là các họ hàng của ba con trai Noe, tùy theo đời và dân tộc của họ, lại cũng do nơi họ mà các dân chia ra trên mặt đất sau cơn nước lụt. Chương 11. Vả cả thiên hạ đều có một giọng nói và một thứ tiếng. Nhưng khi ở đông phương dời đi, người ta gặp một đồng bằng trong xứ Sinea rồi ở tại đó. Người này nói với người kia rằng, hè, chúng ta hãy làm gạch và hầm trong lửa. Lúc đó gạch thế cho đá, còn chai thế cho hồ. Lại nói rằng, nào, chúng ta hãy xây một cái thành và dựng lên một cái tháp chót cao đến tận trời. Ta hãy lo làm cho rạng danh, e khi phải tản lạc khắp trên mặt đất. Đức Giê-hô-va bèn ngự xuống đặng xem cái thành và tháp của con cái loài người xây nên. Đức Giê-hô-va phán rằng, này, chỉ có một thứ dân, cùng đồng một thứ tiếng. Và kia kìa, công việc chúng nó đương khởi làm. Bây giờ, chẳng còn chi ngăn chúng nó làm các điều đã quyết định được. Thôi, chúng ta hãy xuống, làm lộn xộn tiếng nói của chúng nó, cho họ nghe không được tiếng nói của người này với người kia.
Rồi, từ đó Đức Giê-hô-va làm cho loài người tản ra khắp trên mặt đất và họ thôi công việc xây cất thành. Bởi cớ đó đặt tên thành là Ba-bên, vì nơi đó Đức Giê-hô-va làm lộn xộn tiếng nói của cả thế gian, và từ đây Ngài làm cho loài người tản ra khắp trên mặt đất. Đây là dòng dõi của Sem. Cách 2 năm sau cơn nước lụt, Sem được 100 tuổi, sinh A-bát-sát. Sau khi Sem sinh A-bát-sát rồi, còn sống được 500 năm, sinh con trai con gái. A-bát-sát được 35 tuổi, sanh Sê-lách. Sau khi A-bát-sát sanh Sê-lách rồi, còn sống được 403 năm, sinh con trai con gái. Sê-lách được 30 tuổi, sinh Hê-bê. Sau khi Sê-lách sinh Hê-bê rồi, còn sống được 403 năm, sinh con trai con gái. Hê-bê được 34 tuổi, sinh Bê-lét. Sau khi Hê-bê sinh Bê-lét rồi, còn sống được 430 năm, sinh con trai con gái. Bê-lét được 30 tuổi, sinh Rê-hu. Sau khi Bê-lét sinh Rê-hu rồi, còn sống được 209 năm, sinh con trai con gái. Rê-hu được 32 tuổi, sinh Sê-rút. Sau khi Rê-hu sinh Sê-rút rồi, còn sống được 207 năm, sinh con trai con gái. Sê-rút được 30 tuổi, sinh Na-cô. Sau khi Sê-rút sinh Na-cô rồi, còn sống được 200 năm, sinh con trai con gái. Na-cô được 29 tuổi, sinh Tha-rê. Sau khi Na-cô sinh Tha-rê rồi, còn sống được 119 năm, sinh con trai con gái. Còn Tha-rê được 70 tuổi, sinh Áp-ram, Na-cô và Ha-ran. Đây là dòng dõi của Tha-rê. Tha-rê sinh Áp-ram, Na-cô và Ha-ran. Ha-ran sinh Lót. Ha-ran qua đời tại quê hương mình, tức là U-rơ, thuộc về xứ Canh-đê, khi cha người là Tha-rê hay còn sống. Áp-ram và Na-cô cưới vợ. Vợ Áp-ram tên là Sa-rai, còn vợ Na-cô tên là Min-ca. Min-ca và Dít-ca, tức là con gái của Ha-ran. Và Sa-rai son sẻ nên người không có con. Tha-rê dẫn Áp-ram con trai mình, Lót con trai Ha-ran cháu mình, và Sa-rai vợ Áp-ram tức dâu mình, đồng ra khỏi U-rơ thuộc về xứ Canh-đê, đặng qua xứ Ca-na-an. Khi đến Cha-ran thì lập gia cư tại đó. Tha-rê hưởng thọ được 205 tuổi rồi qua đời tại Cha-ran. Chương 12. Vả, Đức Giê-hô-va có phán cùng Áp-ram rằng: Ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn, ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi, và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Rồi Áp-ram đi theo như lời Đức Giê-hô-va đã phán dạy, Lót đồng đi với người. Khi Áp-ram ra khỏi Cha-ran, tuổi người được 75. Áp-ram dẫn Sa-rai vợ mình, Lót cháu mình, cả gia tài đã thâu góp và các đầy tớ đã được tại Cha-ran, từ đó ra để đi đến xứ Ca-na-an. Rồi chúng đều đến xứ Ca-na-an. Áp-ram trải qua xứ này, đến cây dễ bột của Mô-rê tại Si-chem. Và lúc đó dân Ca-na-an ở tại xứ. Đức Giê-hô-va hiện ra cùng Áp-ram mà phán rằng: Ta sẽ ban cho dòng dõi ngươi đất này. Rồi tại đó Áp-ram lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va là đấng đã hiện đến cùng người. Từ đó người đi qua núi ở về phía đông Bê-tên rồi đóng trại. Phía tây có Bê-tên, phía đông có A-hi. Đoạn người lập tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va và cầu khẩn danh Ngài. Kế sau Áp-ram vừa đi vừa đóng trại lần lần đến Nam Phương. Bây giờ trong xứ bị cơn đói kém, sự đói kém ấy lớn nên Áp-ram xuống xứ Ai Cập mà kiều ngụ. Khi hầu vào đất Ai Cập, Áp-ram bèn nói cùng Sa-rai vợ mình rằng: Này, ta biết ngươi là một người đàn bà đẹp. Gặp khi nào dân Ai Cập thấy ngươi, họ sẽ nói rằng ấy là vợ hắn đó, họ sẽ giết ta, nhưng để cho ngươi sống. Ta xin hãy xưng ngươi là em gái ta, hầu cho sẽ vì ngươi mà ta được trọng đãi và giữ toàn mạng ta. Áp-ram vừa đến xứ Ai Cập, dân Ai Cập nhìn thấy người đàn bà đó đẹp lắm. Các triều thần của Pharaon cũng thấy người và trầm trồ trước mặt vua. Đoạn người đàn bà bị dẫn vào cung Pharaon. Vì cớ người,
nên Pharaon hậu đãi Abram, và Abram được nhiều chiên, bò, lừa đực, lừa cái, lạc đà, tôi trai và tớ gái. Song vì Sarai, vợ Abram, nên Đức Giê-hô-va hành phạt Pharaon cùng nhà người bị tai họa lớn. Pharaon bèn đòi Abram hỏi rằng: ngươi đã làm chi cho ta vậy? Sao không tâu với ta rằng là vợ ngươi? Sao đã nói rằng người đó là em gái tôi, nên nỗi ta đã lấy nàng làm vợ? Bây giờ vợ ngươi đây, hãy nhận lấy và đi đi. Đoạn, Pharaon hạ lệnh cho quan quân đưa vợ chồng Abram cùng hết thảy tài vật của người đi. Sách Công vụ các sứ đồ, chương 1. Hỡi Theophile, trong sách thứ nhất ta từng nói về mọi điều Đức Chúa Giê-xu đã làm và dạy từ ban đầu, cho đến ngày Ngài được cất lên trời, sau khi Ngài cậy Đức Thánh Linh mà răn dạy các sứ đồ Ngài đã chọn. Sau khi chịu đau đớn rồi, thì trước mặt các sứ đồ Ngài lấy nhiều chứng cớ tỏ ra mình là sống, và hiện đến với các sứ đồ trong 40 ngày, phán bảo những sự về nước Đức Chúa Trời. Lúc ở với các sứ đồ, Ngài dặn rằng đừng ra khỏi thành Jerusalem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa là điều các ngươi đã nghe ta nói. Vì chưng Giăng đã làm phép báp têm bằng nước, nhưng trong ít ngày các ngươi sẽ chịu phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Vậy những người nhóm tại đó thưa cùng Ngài rằng: lạy Chúa, có phải trong lúc này Chúa sẽ lập lại nước Israel chăng? Ngài đáp rằng: kỳ hạn và ngày giờ mà Cha đã tự quyền định lấy, ấy là việc các ngươi chẳng nên biết. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari, cho đến cùng trái đất. Ngài phán bấy nhiêu lời rồi thì được cất lên trong lúc các người đó nhìn xem Ngài. Có một đám mây tiếp Ngài khuất đi, không thấy nữa. Các người đó đang ngó chăm lên trời trong lúc Ngài ngự lên, sảy có hai người nam mặc áo trắng hiện đến trước mặt và nói rằng: hỡi người Galilê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Giê-xu này đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy. Bây giờ các người đó từ núi gọi là Olive trở về thành Jerusalem. Núi ấy cách thành Jerusalem một quãng đường ước đi một ngày Sa-bát. Khi đã về đến, bèn lên một cái phòng cao kia là nơi Phi-e-rơ, Giăng, Gia-cơ, An-rê, Philip, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Gia-cơ con của A-phê, Simon Sê-lốt và Giu-đe con của Gia-cơ thường ở. Hết thảy những người đó bền lòng đồng một ý mà cầu nguyện với các người đàn bà, và Marie là mẹ Đức Chúa Giê-xu cùng anh em Ngài. Trong những ngày đó, Phi-e-rơ đứng dậy giữa các anh em, số người nhóm lại ước được 120 người, mà nói rằng: hỡi anh em ta, lời Đức Thánh Linh đã nhờ miệng vua David mà nói tiên tri trong Kinh Thánh về tên Giu-đa, là đứa đã dẫn đường cho chúng bắt Đức Chúa Giê-xu, thì phải được ứng nghiệm, vì nó vốn thuộc về bọn ta và đã nhận phần trong chức vụ này. Tên đó lấy tiền thưởng của tội ác mình mà mua một đám ruộng, rồi thì nhào xuống nứt bụng và ruột đổ ra hết. Sự đó cả dân thành Jerusalem đều biết chán, đến nỗi chúng gọi ruộng đó theo thổ âm mình là Hát-en-đa-ma, nghĩa là ruộng huyết. Trong sách Thi Thiên cũng có chép rằng: nguyền cho chỗ ở nó trở nên hoang loạn, chớ có ai ở đó. Lại rằng: nguyền cho có một người khác nhận lấy chức nó. Vậy nội những kẻ đã theo cùng chúng ta trọn lúc Đức Chúa Giê-xu đi lại giữa chúng ta, từ khi Giăng làm phép báp têm cho đến ngày Ngài được cất lên khỏi giữa chúng ta, phải có một người làm chứng cùng chúng ta về sự Ngài sống lại. Môn đồ cử ra hai người, Giô-sép tức là Ba-sa-ba cũng gọi là Giúp-tu và Ma-thia, rồi cầu nguyện rằng: lạy Chúa, Ngài biết lòng mọi người, xin tỏ ra cho chúng tôi nội hai người này, ai là người Chúa đã chọn đặng dự vào chức vụ sứ đồ thay vì Giu-đa đã bỏ đặng đi nơi của nó. Đoạn bắt thăm trúng nhầm Ma-thia,
người bèn được bổ vào 11 sứ đồ. Chương 2. Đến ngày lễ ngũ tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ. Thình lình có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một, như lưỡi bằng lửa hiện ra, đậu trên mỗi người trong bọn mình. Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác, theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Và bây giờ có người Giu-đa, kẻ mộ đạo từ các dân thiên hạ đến ở tại thành Giê-ru-sa-lem. Lúc tiếng ấy vang ra, dân chúng chạy đến, ai nấy đều sững sờ vì mỗi người đều nghe các môn đồ nói tiếng xứ mình. Chúng đều sợ hãi và lấy làm lạ mà rằng: hết thảy người nói đó há chẳng phải là người Galilee sao? Vậy thì sao chúng ta nghe ai nấy đều nói tiếng riêng của xứ chúng ta sanh đẻ? Nào người Bạc Thê, Mê-đi, Elamit, kẻ ở tại Mesopotami, Jude, Cappadoc, Bông, Asi, Phrygi, Pamphili, Egypto, đất Libi gần Siren, nào kẻ từ Roma đến, cả người Juda hoặc người mới theo đạo Juda, người Crete và Ả Rập nữa, chúng ta đều nghe họ lấy tiếng chúng ta mà nói những sự cao trọng của Đức Chúa Trời. Ai ai đều sợ hãi, không biết nghĩ làm sao, bèn nói với nhau rằng: việc này là nghĩa làm sao? Nhưng có kẻ lại nhạo báng rằng: họ say rượu mới đó. Bây giờ Phi-e-rơ đứng ra cùng 11 sứ đồ, cất tiếng nói với dân chúng rằng: hỡi người Giu-đa và mọi người ở tại thành Giê-ru-sa-lem, hãy biết rõ điều này và lắng tai nghe lời ta. Những người này chẳng phải say như các ngươi ngờ đâu, vì bây giờ mới là giờ thứ ba ban ngày. Nhưng ấy là điều đấng tiên tri Giô-ên đã nói tiên tri rằng: Đức Chúa Trời phán, trong những ngày sau rốt ta sẽ đổ thần ta khắp trên mọi xác thịt. Con trai và con gái các ngươi đều sẽ nói lời tiên tri. Bọn trai trẻ sẽ thấy điềm lạ và các người già cả sẽ có chiêm bao. Phải, trong những ngày đó ta sẽ đổ thần ta khắp trên các đầy tớ trai và gái ta. Chúng nó đều nói lời tiên tri. Ta lại sẽ tỏ ra sự lạ lùng ở trên trời và dấu lạ ở dưới đất, tức là máu, lửa và luồng khói. Mặt trời sẽ biến nên tối tăm, mặt trăng hóa ra máu, trước ngày lớn và vinh hiển của Chúa chưa đến. Và lại, ai cầu khẩn danh Chúa thì sẽ được cứu. Hỡi người Israel, hãy nghe lời này. Đức Chúa Giê-xu ở Nazareth, tức là người mà Đức Chúa Trời đã dùng làm việc quyền phép, sự lạ và dấu lạ ở giữa các ngươi, để làm chứng cho người trong vòng các ngươi như chính các ngươi đều biết. Người đó bị nộp theo ý định trước và sự biết trước của Đức Chúa Trời. Các ngươi đã mượn tay độc ác mà đóng đinh người trên thập tự giá và giết đi. Nhưng Đức Chúa Trời đã khiến người sống lại, bứt đứt dây trói của sự chết, vì nó không thể giữ người lại dưới quyền nó. Bởi chưng vua David có nói về người rằng: tôi từng thấy Chúa ở trước mặt tôi luôn, vì Ngài ở bên hữu tôi, hầu cho tôi chẳng bị rúng động chút nào. Bởi cớ đó lòng tôi vui vẻ, lưỡi tôi mừng rỡ, và xác thịt tôi cũng sẽ yên nghỉ trong sự trông cậy. Vì Chúa sẽ chẳng để linh hồn tôi nơi âm phủ và chẳng cho đấng thánh của Ngài hư nát đâu. Chúa đã cho tôi biết đường sự sống, cũng sẽ cho tôi đầy lòng vui mừng trước mặt Ngài. Hỡi anh em, ta thật có thể nói cách vững vàng với anh em về tổ David rằng: người đã chết và chôn rồi. Ngày nay mồ mả người còn ở giữa chúng ta. Nhưng vì người là đấng tiên tri và biết Đức Chúa Trời đã thề hứa với người sẽ cho một hậu tự người ngồi trên ngai mình, thì người đã thấy trước và nói trước về sự sống lại của đấng Christ rằng: Ngài chẳng bị để nơi âm phủ và xác thịt Ngài chẳng thấy sự hư nát. Đức Chúa Giê-xu này, Đức Chúa Trời đã khiến sống lại, và chúng ta thấy đều làm chứng về sự đó. Vậy, sau khi Ngài đã được đem lên bên hữu Đức Chúa Trời, và từ nơi Cha đã nhận lấy Đức Thánh Linh mà Cha đã hứa ban cho, thì Ngài đổ Đức Thánh Linh ra như các ngươi đang thấy và nghe. Vì vua David chẳng hề lên trời, nhưng chính người có nói: Chúa đã phán cùng Chúa tôi rằng, hãy ngồi bên hữu ta,
cho đến chừng nào ta để kẻ thù nghịch ngươi dưới chân ngươi, đặng làm bệ cho ngươi. Vậy cả nhà Israel khá biết chắc rằng Đức Chúa Trời đã tôn Giê-xu này mà các ngươi đã đóng đinh trên thập tự giá làm Chúa và Đấng Christ. Chúng nghe bấy nhiêu lời, trong lòng cảm động bèn hỏi Phi-e-rơ và các sứ đồ khác rằng: Hỡi anh em, chúng ta phải làm chi? Phi-e-rơ trả lời rằng: Hãy hối cải. Ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu chịu pháp báp têm để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh. Vì lời hứa thuộc về các ngươi, con cái các ngươi và thuộc về hết thảy mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi. Phi-e-rơ lại lấy nhiều lời giảng nữa mà dục lòng và khuyên lơn chúng rằng: Các ngươi khá cứu mình thoát khỏi giữa dòng dõi gian tà này. Vậy những kẻ nhận lời đó đều chịu phép báp têm, và trong ngày ấy có độ 3.000 người thêm vào hội thánh. Và những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Mọi người đều kính sợ vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ. Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau lấy mọi vật làm của chung, bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau tùy sự cần dùng của từng người. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh. Chương 3. Buổi cầu nguyện giờ thứ 9, Phi-e-rơ với Giăng cùng lên đền thờ. Vả có một người què từ lúc sinh ra, cứ hàng ngày người ta đem đặt tại cửa đền gọi là cửa đẹp, đặng ăn mày những người vào đền. Người thấy Phi-e-rơ và Giăng vào thì xin hai người bố thí. Phi-e-rơ với Giăng ngó chăm hai người rồi nói rằng: Hãy nhìn xem chúng ta. Vậy người bèn nhìn chăm chăm hai người tưởng sẽ được chút gì. Nhưng Phi-e-rơ nói với người rằng: Ta chẳng có vàng bạc chi hết, song điều ta có thì ta cho ngươi. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ ở Nazareth, hãy bước đi. Phi-e-rơ nắm tay hữu người đỡ dậy, tức thì bàn chân và mắt cá người trở nên cứng vững. Người liền nhảy đứng lên và bước đi cùng hai người vào đền thờ, vừa đi vừa nhảy vừa ngợi khen Đức Chúa Trời. Cả dân chúng đều thấy người bước đi và ngợi khen Đức Chúa Trời. Người ta nhận là chính người đó đã ngồi tại cửa đẹp đền thờ đặng xin bố thí, nên đều bỡ ngỡ và sững sờ về việc đã xảy đến cho người. Người ấy đang cầm tay Phi-e-rơ và Giăng thì cả dân chúng lấy làm lạ, chạy đến cùng các người đó ở nơi hiên cửa gọi là Sa-lô-môn. Phi-e-rơ thấy vậy bèn nói với dân chúng rằng: Hỡi người Israel, sao các ngươi lấy làm lạ về việc vừa xảy đến? Sao các ngươi ngó sững chúng ta dường như chúng ta đã nhờ quyền phép hay là nhân đức riêng của mình mà khiến người này đi được vậy? Đức Chúa Trời của Abraham, Isaac và Jacob, Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã làm vinh hiển đầy tớ Ngài là Đức Chúa Giê-xu, là đấng mà các ngươi đã bắt nộp và chối bỏ trước mặt Phi-la-át, trong khi người có ý tha Ngài ra. Các ngươi đã chối bỏ đấng thánh và đấng công bình mà xin tha một kẻ giết người cho mình. Các ngươi đã giết Chúa của sự sống mà Đức Chúa Trời đã khiến từ kẻ chết sống lại, và chúng ta là người làm chứng về điều đó. Ấy là bởi đức tin trong danh Ngài, nên danh Ngài làm cho vững người này là người các ngươi thấy và biết. Nghĩa là đức tin bởi Ngài mà ra đã ban cho người này sự mạnh khỏe trọn vẹn tại trước mặt hết thảy các ngươi. Hỡi anh em, bây giờ ta biết anh em và các quan của anh em vì lòng ngu dốt nên đã làm điều đó. Nhưng Đức Chúa Trời đã dùng cách đó mà làm cho ứng nghiệm lời Ngài phán tiên tri bởi miệng các đấng tiên tri rằng đấng Christ của Ngài phải chịu đau đớn. Vậy các ngươi hãy ăn năn và trở lại, đặng cho tội lỗi mình được xóa đi, hầu cho kỳ thơ thái đến từ Chúa, và Chúa sai đấng Christ đã định cho các ngươi, tức là Giê-xu mà Trời phải rước về, cho đến kỳ muôn vật đổi mới, là kỳ mà Đức Chúa Trời thuở xưa đã phán trước bởi miệng các thánh tiên tri. Môi-se có nói rằng: Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ dấy lên trong anh em các ngươi một đấng tiên tri như ta. Các ngươi phải nghe theo mọi điều Ngài sẽ phán dặn.
hễ ai không nghe đấng tiên tri ấy sẽ bị trút khỏi dân sự. Hết thảy các tiên tri đã phán từ Samuel và các đấng nối theo người cũng đều có rao truyền những ngày này nữa. Các ngươi là dòng dõi của các đấng tiên tri và của giao ước Đức Chúa Trời đã lập với tổ phụ chúng ta khi Ngài phán cùng Abraham rằng các dân thiên hạ sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước. Đức Chúa Trời đã giấy đầy tớ Ngài lên, rồi trước hết sai người xuống ban phước cho các ngươi mà dắt ai nấy trong bọn các ngươi xây lại khỏi tội ác mình. Thi Thiên 135. Hallelujah, hãy ngợi khen danh Đức Giê-hô-va. Hỡi các tôi tớ Đức Giê-hô-va, là kẻ đứng trong nhà Đức Giê-hô-va, tại hành lang của nhà Đức Chúa Trời chúng ta, hãy ngợi khen Ngài. Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va vì Đức Giê-hô-va là thiện. Khá hát ngợi khen danh Ngài vì ấy là vui. Vì Đức Giê-hô-va đã chọn Gia-cốp cho mình, lấy Israel làm cơ nghiệp riêng của Ngài. Tôi biết rằng Đức Giê-hô-va là lớn, Chúa chúng tôi trỗi cao hơn hết các thần. Điều nào đẹp ý Đức Giê-hô-va làm, Ngài bèn làm điều nấy, hoặc trên trời, dưới đất, trong biển hay là trong các vực sâu. Ngài khiến mây bay lên từ nơi cùng đầu đất, làm chớp nhoáng theo mưa, khiến gió ra từ các kho tàng của Ngài. Ngài đánh giết các con đầu lòng xứ Ai-cập, từ loài người cho đến loài thú vật. Sai đến giữa Ai-cập những dấu kỳ phép lạ, hại Pharaon và hết thảy các tôi tớ người. Cũng đánh bại lắm dân tộc lớn và giết các vua mạnh mẽ, tức là Sihon vua dân Amorit, Ốc vua Ba-san và hết thảy vua xứ Canaan. Ngài ban xứ chúng nó làm sản nghiệp cho Israel là dân sự Ngài. Hỡi Đức Giê-hô-va, danh Ngài còn đến đời đời, kỷ niệm Ngài trải qua đời này đến đời kia. Vì Đức Giê-hô-va sẽ đoán xét dân sự Ngài và đổi ý về việc những kẻ tôi tớ Ngài. Hình tượng của các dân bằng bạc và bằng vàng là công việc tay loài người làm ra. Hình tượng có miệng mà không nói, có mắt mà chẳng thấy, có tai mà không nghe, và miệng nó không hơi thở. Phàm kẻ nào làm hình tượng và nhờ cậy nơi nó đều giống như nó. Hỡi nhà Israel hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va. Hỡi nhà A-rôn hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va. Hỡi nhà Lê-vi hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va. Hỡi các người kính sợ Đức Giê-hô-va, khá chúc tụng Đức Giê-hô-va. Đáng từ Si-ôn chúc tụng Đức Giê-hô-va là đấng ngự tại Jerusalem. Hallelujah. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Quýt thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Quýt. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày.
Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.